Ti cái gì mà ti, lớn bằng đây rồi còn ti. Đây. Này, bố mày đâu? Không biết. Ôi dồi, bây giờ chạy về nhà ngay xem bố có nhà không. Nếu bố không có nhà, chạy ngay ra đây báo cho mẹ, nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi đi về luôn đi. Chết không được chứ. Ôi dồi ôi. Đứa nào đây? Cái gì đây? Đứa nào đây hả? Hả? Ôi dồi, ôi dồi nữ mà. Biết người ta chờ ở trên này mà mãi mới đuổi con về. Khét tiếng biết. Nó vừa mới ra xong. Này, lần sau mình phải dặn nó là về nhà rồi ở nhà luôn chứ gì. Mà công nhận thằng này chỉ được cái giống chú thôi. Chỉ thích ti. Nợ mà. Cho vắt vối. Suốt ngày vối. Đây. Sao đây? Sao vối của mình nay thối thế? Đi đâu về? Đi giải phân. Đấy, có người mình thối thì có ấy. Ừ. Thối thật mình ạ. Tay này chỉ hơi thôi. Nhớ mà. Này, đấy. Không chỉ tay thối đâu, mồm cũng thối đấy. Quá đáng. Cái gì tự nhiên lại mồm thối ở đây? Mồm thằng nào thối? Ông nhá. Ông xỏ xiên nó vừa thôi nhá. Ông khôn nó vừa thôi nhá. Khôn cái gì? Hai thằng đã thống nhất với nhau là mỗi thằng đi giải nửa xào phân. Ừ. Thế mà ông bước được vài bước xong ông lại tót ra đây ông uống nước là thế nào? Ô hay. Mồm ông nói là mỗi thằng nửa xào đúng không? Thế tôi đo đúng một nửa xào tôi giải ông tôi đi về cái gì nữa? Ông bị làm sao đấy? Cái xào tôi nói là xào ruộng. Thế ông lại đo cái cây xào thì nó làm cái gì? Ô thế ông nói là xào ruộng à? Chứ còn gì nữa? Tôi lại cứ nghĩ là cái xào kia. Thôi được rồi. Lần sau rút kinh nghiệm nhá. Nhưng mà này, thế cái chỗ đoạn còn lại phân thừa có giả nốt không? Thế không bón nốt thì nó thối này nè. Phân nào là phân chả thối. Không thối thì người ta gọi là phân. Các cụ nói rồi, phân có thối có tốt thì cây nó mới xanh. Các cụ ấy dạy rồi. Nhưng ấy. Cái gì đấy? Người đẹp vì lụa. Lúa tốt thì phân bón. Nhỉ? Thế chứ? Nhưng mà thôi này. Tối tôi đền nhé. Tối đi, oánh chén. Oánh chén á? Ừ. Oánh chén lúc nãy trước khi đi giải phân ấy, tôi nhìn thấy con chó như thằng Tuất nó chết. Nó xin rơm với nó thui vàng ươm. Ôi dồi ôi. Tối nay có cái đầu chó. Ôi nhưng mà thôi. Sao thôi? Tôi không đi được đâu. Sao không đi được? Mụ vợ nhà tôi nó ghê lắm, nó hay ghen, nó đếch cho đi. Vợ ông ghen? Ừ. Nó không cho đi. Này, dạo này á, cứ nhập nhoạng trời tối là tôi phải lên chuồng đấy. Ừ, thế ông là gà? Sao là gà? Gà thì nhập nhoạng tối nó mới lên chuồng chứ, mình là người chứ phải lên chuồng. Tôi chả biết, nhưng mà nó ghê lắm. Tôi kể ông nghe nhá, đấy hôm qua hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm. Thế mà có cái con ruồi nó bâu mắt tôi hơi nháy mắt phát nó vả mắt tôi nổ cả đom đóm mắt này. Thế sao ông để nguyên cho vợ ông nó vả ông à? Sao lại để nguyên? Thế sao? Tôi đứng lên. Rồi sao nữa? Xong tôi ngồi xuống. Ôi trời ơi này. Các cụ bảo rồi, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Ông phải nhớ kỹ điều đấy. Mình phải vùng lên chứ sao lại ông lại nhu nhược thế nhỉ? Này. Dù sao mình đàng hoàng là đàn ông nhá, mình là cụ chột trong gia đình, hiểu chưa? Gì đấy? À, trụ cột trong gia đình. Sao lại đúng là ông là cái loại chó chui gầm trạn. Này, ông nói cái kiểu gì đấy? Tôi mà phải chui gầm trạn á? Chứ còn gì nữa? Tôi nói cho ông biết nhá, chẳng qua là tôi nhỡ thì nhá. Tôi bị ép duyên phải lấy cái mụ già nó vừa xấu vừa khắm tính đấy nhá. Chứ còn cái ngữ đấy nhá, một đấm thì thiếu, một đạp thì thừa. Tuổi gì? Tôm. Ôi dồi ôi. Ghê thật đấy. Túm năm tụ ba ở đây để nói xấu nhau hả? Không, mình. Giỏi thật. Mình ơi. Mà hai cái đứa này cũng ngồi nghe được à? Giỏi thật. Chị, không. Mình ơi, mình ra đây từ bao giờ đấy ạ? Tôi nói cho mà biết nhá. Tôi ra đây từ lúc mà ông nói cái câu á, cái đấm thì thiếu ấy.
mà cái đá thì thừa nhá. Dạ. Bây giờ nhá. Đấm à, đấm đấm à, đấm à. Thôi. Muốn chết không? Ôi trời, dạ, mình ơi, em xin mình tha cho em ạ. Thích xương em phải không? Thích xương em hả? Không, anh nhớ mồm. Cái căn bản là mình hơn anh hai giáp cho nên là anh quên. Không khảo mà xương. Ai cho biết là hơn hai giáp hả? Kém hai giáp nhớ chưa? Hả? Thôi mình ơi, anh xin mình. Có gì rồi về nhà đóng cửa rồi mình đánh anh sau cũng được. Chứ ở đây anh xấu hổ quá. Sao cái mùi gì ở đây mà thối thế nhỉ? Mình ơi, anh đang đi dãi phân. Đang đi dãi phân mà ngồi đây túm năm tụm bà hả? À không, anh vừa nghỉ giải lao tí rồi anh đi dãi nốt đi. Này, dãi phân nhanh lên rồi về tắm rửa cho sạch sẽ. Dạ. Nha. Anh nhớ rồi. Tối nay ở nhà không có đi đâu hết. Nha. Dạ. Hai anh... giáp à? Bực cả mình nhá. Mà này nhá, đây nói cho mà biết nhá. Có phúc ấy thì mới lấy được vợ già nhá. Dạ. Có bát canh cà nó cũng múc cho mà ăn nhá. Dạ. Chị nói quá đúng ạ. Ôi giời ơi. Dạ. Bực cả mình ấy. Ê, mình thôi. Mình để tí anh vác về cho. Ừ. Mình lại nhà. Ui dồi. Này, sao ông bảo là một đấm thì thiếu mà một đá thì thừa cơ mà. Nói thế chứ mà. Ôi dù gì nó cũng có tuổi rồi mà. Nhưng mà phải công nhận là con già nhà ông ghê gớm thật. Ôi dồi ôi này. Tôi nói ông biết nhá. Không phải riêng tôi sợ đâu. Cả cái làng này sợ nó đấy. Thế thôi, kệ nó đi. Tối nay vẫn uống chén nhá. Bánh chén á? Ừ. Thôi, hoãn. Sao ông nhìn thì biết rồi, tôi về. Này. Đầu chó nướng ngon lắm. Nghĩ cách. Nghĩ cách á? Cách gì? Theo tôi, ông không thể chịu nhục mãi như thế được. Nhá. Phải có cách. Cách gì? Tương kế tiểu kế. Cái gì? Thế này nhá. Tối nay, lúc chập choạng ấy, tôi sẽ đóng giả là được. Xong nha. Tôi nằm xuống cầm giường. Đấy, xong rồi đến lúc mà tôi chạy ra ngoài, thì ông đuổi theo, ông hô hoán lên là con vợ ông nó trai trên gái dưới. Hiểu chưa? Xong rồi nó chạy luôn đi bánh chén. Xong bánh chén xong rồi ông lại về. Rồi. Hiểu chưa? Biệt tôi nói lại xem có đúng nhá. Tức là chập choạng giờ tối gà lên chuồng ấy. À rồi. Là ông lảnh vào cái giường nhà tôi, chui xuống dưới. Đúng rồi. Thế xong tôi chạy ào vào. Ừ. Tôi giả vờ như là tôi bắt quả tang. Ừ. Là ông đang trai trên gái dưới với vợ tôi. Thế tôi có lý do rồi tôi chửi nó, tôi mắng nó thì tôi bỏ đi đánh chén với ông. Ừ, đúng. Cứ thế mà lạc nhé. Tôi về trước này. Tôi về nhá. Tắm rửa sạch sẽ nhá. Này. Hả? Thế tối nay chúng ta tí nào đây? Vẫn thế thôi. Đừng có vì miếng rời chó mà quên nhân tình đấy. Biết rồi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Đứng lại. Thằng khốn nạn nhá. Mày đứng lại. Ôi trời ơi. Tôi thật không ngờ là bà lăng loàn đến như thế nhá. Ôi trời ơi, bà lại dám rước cả giai về nhà cơ à. Ôi trời ơi, đau. Ôi đau tim quá. Ôi trời ơi. Bỏ tay ra. Tôi nói cho bà biết nhá. Tôi dành cả cái tuổi trẻ của tôi, tôi rước bà về làm vợ mà bà lại đối xử với tôi như thế à? Tôi nhào nhỉ. À đã đúng rồi. Thôi. Tôi quyết định rồi. Tôi về nhà nội. Ôi. Mưa thế này đi đâu? Ôi. Ôi đấy rồi. Ông bạn vàng của tôi. Cái gì? Ui, phải nói rằng đúng là cao kế không ạ? Không yêu phải thông minh như thế. Cao kế cái gì? Mà này. Mâm cao cỗ này đâu? Thịt chó đâu? Thịt chó thì phải sang nhà ông Tuất chứ đi. Thì đi. Đã được đi rồi à? Sao lại không đi? Đã bảo là công nhận là mưu cao. Mà nhưng mà cái đoạn vừa rồi là chạy hơi nhanh đấy nhá.
chạy nhanh. Ai chạy? Ông chứ gì nữa gớm. Biết là diễn rồi nhưng mà chạy vừa vừa thôi, tôi đuổi chả kịp gì cả. Chạy ở đâu? Thì ông vừa chạy buồng nhà tôi ra làm gì nữa. Tôi đã sang buồng nhà ông đâu. Thế cái thằng nào vừa chạy từ buồng nhà tôi ra? Làm sao tôi biết được? Ôi tôi chết tôi rồi. Này, đã diễn đâu? Hả? Ông ấy, ông đúng là cái đồ sợ vợ. Ông để vợ nó đánh mặt ông thâm tím lên này thế. Thế mặt ông làm sao mà cũng tím đấy? Vợ đánh. Buông ơi. Tôi nói với ông nghe này, rất là kỳ lạ là tôi tên là Vững, nhưng mà không hiểu làm sao cứ uống rượu mà đi nó lại đảo. Còn tôi tên là Chắc mà cứ uống vào một phát là nó lại lỏng. Uống vì cái lỏng ấy đâu. Huynh đệ. Mà đố ông á, trên đời này cái gì bẩn nhất? Quá dễ. Tôi nói ông nghe này, ông trả lời đi. Tôi đang đố ông bảo tôi trả lời. Tôi bắt buộc phải trả lời đúng không? Đúng. Có luôn này. Cái gì bẩn nhất đúng không? Đúng. Đàn bà. Đàn bà sao bẩn nhất được? Không phục đúng không? Đương nhiên. Từ bé đến giờ ông đã nhìn thấy đàn bà tắm bao giờ chưa? Tôi chưa. Chứng tỏ đàn bà rất bẩn. Thế còn ông nhìn thấy đàn bà tắm chưa? Tôi cũng chưa. Chứng tỏ đàn bà kém tắm. Mà lại kém tắm như thế mà sao anh em mình cứ muốn rước vào nhỉ? Cẩn thận ý, về lại nhờ tử. Này, thâm mũi rồi không cẩn thận lại thâm nốt cả hai bên má nữa đấy. Thôi uống đi. Mà này, anh em mình ấy là phải phục cái lão Tèo. Không bao giờ bị vợ đánh. Vợ lão đến chửi lão còn chả dám nữa, nói gì đến chuyện đánh. Lão ấy rất là oai hùng nha. Ô, bác Tèo. Vừa mới nhắc bác rồi, bác ấy là biết rồi. Ông rõ đây. Anh em bọn em đang bảo là phục bác. Em mời bác. Dạ. Thế hai chú bị vợ nó đánh cho nó dập mặt dập mũi như thế kia mà vẫn không sợ à? Em nói bác nghe này, bọn em tủi thân quá ra đây ngồi tâm sự. Tâm sự lại uống rượu tiếp. Thì buồn. Về lại vẫn cứ phải chấp nhận ăn đòn. Mà sao bác cứ phải che quạt ở mặt làm gì? Thì uống đi rồi nói. Mà uống thì phải bỏ quạt xuống mới uống được chứ. Ôi! Ủa? Này! Mặt bác làm sao ấy? Này! Mặt bác làm sao mà cũng thâm tín vậy? Thằng nào đánh bác bảo em để em nhừ đòn với nó luôn. Ông ấy, để tôi. Thằng nào đánh bác để em ra em đánh nó dập mặt dập mũi luôn. Thằng nào? Nó vẫn ở nhà. Ủa? Thằng này ghê thật đấy. Đánh bác Tèo xong còn chờ ở nhà về quánh tiếp à? Nó là thằng nào mà to gan đấy? Nó là thằng vợ. Vợ bác đánh bác? Chứ còn gì nữa? Sao thấy cả cái làng này ai cũng đồn là bác là oai hùng lắm cơ mà. Nói có người nghe mà đe có người sợ cơ mà. Đúng. Làm sao mà vợ bác lại dám đánh bác? Bác chỉ đe lúc nó sợ vì nó sai. Bây giờ nó phải rồi thì củ cải phải nghe chứ. Thế hóa ra là cái củ cải một phát vào mồm luôn à? Vào cả mắt đấy này. Không được rồi. Anh em mình cứ uống đi. Uống say rồi để nghĩ cách để cho vợ nó không đánh mình nữa. Đúng rồi. Uống trận rượu này xong anh em mình phải khởi nghĩa. Mà này, bấy lâu nay anh em mình uống là nó chưa say hẳn, cho nên vẫn còn tỉnh táo nghe vợ nó quát tháo để mình cãi. Bây giờ mình uống thật say đi, say bét nhè đi không biết cái gì nữa nhá. Vậy mình không nhận ra con vợ mình là ai, coi nó là kẻ thù, thế là mình cũng cứ tẩn cho nó thật lực. Không được đâu bác ơi. Bình thường ấy, em tỉnh ấy, em nhìn vợ em là có một vợ thôi.
Nhưng mà khi mà em mà say lên ấy, tự nhiên là em nhìn thành em có 2-3 vợ. Lúc đấy thì em còn hồn vía đâu nữa mà đánh với chả đấm. Một con mà đã sợ rồi, bây giờ lại 3 cái con sư tử ấy thì nhìn khiếp quá nhỉ. Thế mà tôi đúng là cứ lúc nào say quá tôi cũng lại hay cãi. Cãi làm gì mà chán đọt. Thì không cãi nữa. Không cãi làm sao được. Trong khi đó thì mình đã say đâu mà nó cứ bảo mình là thằng say rượu. Mà mình chỉ là lơ mơ thôi. Làm gì mà mình chả cãi. Có cái rồi. Rất rượu ấy. Có cái này là không bao giờ bị ức chế vì con vợ nó nói. Nó mắng. Đây ạ. Ê, vợ nói gì cũng cũng gật là xong, không bao giờ bị ức chế. Nghe thấy gì không? Đồ ngu. Nhìn cái mặt thấy ghét. Này, này. Đồ tèo hèn hạ. Ơ, ui, bác nghe thấy à? Mày bảo ai hèn hạ đấy? Làm sao bác nghe thấy? Không nghe thấy nhưng mà cái mồm mày mở thành chữ hèn hạ. Thôi, thôi. Bác thế cách của em hay không? Cứ thế mà làm. Uống. Uống. Ơi, về rồi. Về. Từ từ đã. Tay hôm nay ai trả? Chiều. Tôi thấy đất trời đã cuồng điên. Mình cảm thấy đầu như là cắm xuống đất, hai chân chổng ngược lên rồi. Giơ tay lên tận cõi non bồng, chúc ai đứa mần tím mộng đào quyên. Này, ai cho nằm? Giới luôn. Ai cho nằm mà nằm? Này, đứng im lại. Đứng im ở đây. Hôm qua say rượu về đã đánh cho tím mắt như thế này mà vẫn không chừa phải không? Lại có thích cột nhà đúng không? Này, hôm nay ông lại đi uống nhiều rượu đúng không? Thế uống rượu có gái không? Có gái à? Quay một vòng, quay một vòng, chồng cái đi ra đây. Đã thông tai chưa? Thông rồi. Thế cái gì đây? Hả? Có phải ông mịt tai lại để không phải nghe tôi chửi đúng không? Hả? À thì tai à? Không, không phải đấy, là do anh nghe lời hai thằng kia nó xui dại. Úi dồi, hại não quá. Đây rồi. Mình ơi, Mình ơi, giúp tôi một tay Mình ơi. Đây 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 đây. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Sao mình bỏ đi bắt gà mà lại trèo lên cây? Ồ hay. Chứ không trèo lên cây thì làm sao mà bắt được gà? Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Để bố đã. Đây rồi. Ôi giời. 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 Mình ngồi đây, mình ngồi đây. Gà nhà mình nó toàn ngủ trên cây thôi. Không trèo lên cây thì làm sao mà bắt được gà? À, tôi nói thật nhé. Dạ. Tôi chưa thấy ai đoảng như mình đâu. Ơ, sao ạ? Cái việc quan trọng như thế. Vứt nó xuống đây đi. Ôi đệ. Cái việc quan trọng như thế mà không nhắc từ hôm kia hôm qua, để sáng nay bảnh mắt ra mới gọi chồng đi bắt gà. Ơ, việc gì ạ? Lại còn việc gì? Đến dỗ mẹ mình còn quên đấy thì quên cả mẹ. Chán thật. À,
Thì mình cũng biết rồi đấy, tính em thì hay quên. Thế nên các cụ mới nói là thế gian được vợ hỏng chồng, tính em hay quên mới lấy được chồng hay nhớ chứ lị. Ừ, không cần định. Rồi, này, mình xem. Con gà này nha, làm mái tơ. Vâng. Rồi, con này mà thắp hương là tuyệt vời đấy. Thế, thôi, thôi, đi, đi, đi. Cầm gà sang này, thịt thắp hương cho bà đi nhá. Đi, đi. Thế còn mình? Tôi ở nhà thôi. Sao lại ở nhà? Mình cứ sang này, mình bảo với thầy là chồng con đau bụng nhá. Cứ nói là tôi đau bụng đi nhá. Chứ không người sang này ngồi với thầy là thầy lại cứ ép tôi uống rượu. Mà tôi thì tôi chúa ghét uống rượu. Mà thầy được cái tật là thích rượu xong cứ ép người khác thôi. Mà rượu thì ép thì bất khả từ, mà từ là mất cả dép. Ôi, uống là phòi ra cả mép đấy này. Lần nào cũng thế, về mệt hết cả người. Thế còn bà thì sao? Ôi giời, quan trọng là lúc sống ấy. Lúc bà sống rồi bà ốm đau ở tôi đã chăm sóc chu đáo cả rồi. Thế bây giờ bà mất rồi thì mình sang mình cứ thắp hương rồi mình khấn này, mình báo với bà là chồng con ngại chỗ đông người nhá. Ừ thì nhất trí. Là bà nằm xuống rồi thì mình nói như thế nào cũng được. Nhưng mà ông vẫn còn. Mà mình biết đấy, tôi ở với ông từ nhỏ rồi, tôi biết tính ông là thù vặt nhớ dai. Mình mà làm phật ý một cái nhá, sau này là ông nằm xuống rồi, bao nhiêu của cải làm sao mà về tay mình được. Còn cô Út cơ mà, để lại cho cô Út thì sao? Ê à, thế thầy cô lại xấu tính thế à? Bây giờ cô nói tôi không biết ấy. Mà nghĩ lại cũng thấy đúng rồi. Mấy cái lão hay uống rượu ấy, là rất xấu tính. Thôi, bây giờ vợ chồng mình ra đi. Được rồi, cô nói thế cũng có lý. Vì cái tài sản này đi. Vâng. Khoan, từ từ. Em dặn mình cái này, mình cứ ngồi đây đã. Em dặn mình nhá. Gì? Các cụ nói là dâu con rể khách. Ừ. Thì lát nữa mình sang bên đấy, mặc dù mình là rể, nhưng mình phải thể hiện làm sao mà mình như là con đẻ trong nhà ấy. Đấy, lúc nào mình cũng phải là yêu thương em, chăm sóc quan tâm em. Ai bắt nạt em là mình phải giúp em, bảo vệ em. Đúng rồi ạ. Thì lúc nào tôi chả yêu thương mình, lúc nào tôi chả bảo vệ mình. Ôi giời, thật không? Chứ còn gì nữa? Thế cái này là cái gì đây? Mình nhìn đi, yêu thương thế này á. Cái chuyện này nó là chuyện đã qua rồi. Mà tất cả cũng tại mình cơ nhá. Tội đâu cái tội cãi cùn. Cái lúc người ta đang cáu, đang nóng như thế lại đổ thêm dầu vào lửa. Lần sau biết đi mà tránh đi nhá. Vâng, nhưng mà mình phải nhớ kỹ đấy nhá. Lát nữa sang bên nhà thầy là trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, mình phải bảo vệ em. Mình nhớ chưa? Được rồi, ai bắt nạt mình, ai làm gì mình là tôi sẽ bảo vệ. Vâng. Được chưa? Vâng. Thôi đi. Vâng. Đi đi. À, mình đi trước. Hôm nay gia đình có việc mà anh xuất hiện thế này tốt rồi. Dạ. Thưa thầy, là ngày trọng đại của gia đình, vợ chồng con làm sao mà thiếu mặt được ạ? Đúng. Dạ. Thưa thầy, hôm nay là ngày giỗ vu, vợ chồng con cũng đã lên hương, hạ lễ hóa vàng. Sau đây thì con xin phép là vợ chồng con được về ạ. Xin phép ạ. Về là về thế nào? Con phải nên nhớ, các cụ đã bảo rồi. Dâu ngoan thì là gái mà dễ hiền nên dai. Dạ thưa thầy, con cũng không phải là khách khí gì. Nhưng nói thật với thầy là con bị đau bụng ạ. Đau bụng bây giờ thì cứ uống một chén vào cái rồi nó nóng bụng là nó khỏi đau bụng ngay. Con thì cũng chả ngại đau bụng đâu. Nhưng con thấy là trưa nay thầy uống rồi. Bây giờ con lại uống thêm với thầy nữa thì thầy lại say. Mà sức khỏe của thầy cũng lớn tuổi rồi ạ. Dạ, vâng. Thế xin phép thầy cho vợ chồng con về trước ạ. Thầy chưa cho phép. Mày nghe thầy nói. Ngày xưa khi mà thầy gặp mày ấy, thấy mày hiền lành ngoan ngoãn. Dạ. Cái bữa mà mày tiếp rượu thầy ấy, thầy thấy nó rất là tâm đầu ý hợp. Thầy mới gả con gái cho mày đấy. Dạ, dạ, thưa thầy, con biết là thầy quý con, thầy thương con. Thế nhưng mà thầy cũng biết là con rất ngại uống rượu. Cái lần đấy là lần đầu tiên gặp thầy. Mà các cụ nói rồi, rượu bất khả ép, ép bất khả từ. Mà
Khổ quá, hôm đấy con không từ cho nên là nó phòi hết cái da mép đó thầy ạ. Con về con mệt đúng một tuần luôn. Riêng hôm nay mày phải vì thầy mà mệt luôn 2 tuần đi. Bỏ cái này ra rót rượu cho thầy. Thế mình cố uống một chén để chiều lòng thầy. Dễ như là con. Đúng rồi, rượu này cũng từ gạo mà ra. Dạ, dạ. Ta đây uống rượu có là nghĩa là ăn cơm. Dạ vâng. Thế thầy biết cả mình ở lại ăn cơm có xếp bên dưới ạ. Ừ, xuống bếp đi. Dạ. Này là ai mời nhỉ? Dạ, phận làm con xin phép được kính thầy ạ. Con kính thầy ạ. Con mời bỏng. Dạ. Con mời thầy hơi vơi. Rồi. Cái sau là không được vơi thế này nhá. Dạ dạ. Uống đi. Rượu của thầy ngon quá. Tuy rằng có nặng nhưng mà êm thầy ạ. Thơm mùi nếp mới. Thầy ơi, rượu uống xong rồi. Có khi là con xin phép thầy, vợ chồng con được về bên nhà. Xong là xong thế nào? Dạ. Dạ thầy bảo uống một chén ạ. Đây là vừa nãy anh mời tôi. Dạ vâng. Nhưng mà tôi nói cho anh biết là anh như thế là hơi bị qua mặt rồi đấy nhá. Sao lại qua mặt ạ? Người ta bảo là tiền chủ hậu khách nhá. Đáng lý phải để tôi mời. Tôi là chủ gia đình tôi phải mời. Anh choi anh mời trước. Bây giờ đến lượt tôi mời anh. Dạ. Thầy để con rót ạ. Không, tôi mời. Đưa bát đây. Dạ. Úi dồi ôi, thầy ơi, nhiều quá thầy ơi. Uống ấy. Dạ. Rượu ngon quá thầy ơi. Đấy. Anh cứ chơi mấy phát vào cái người nó ấm ngay. Hết đau bụng luôn. Đúng. Đó. Thầy ạ. Rót rượu là phải rót chén đầy. Uống vào ấm bụng rồi dạ dày nó bớt đau. Có thơ này. Dạ. Anh có thấy uống rượu vào thấy nó cuộc sống nó vui không? Dạ vâng vâng. Thế này. Cả đời thầy không thấy con làm thơ. Hôm nay uống tới cái là con đọc thơ thầy. Dạ vâng. Rất là vui. Rượu của thầy ngon quá. Mà nói gì thì nói cứ phải làm 3 chén. Chén này con xin phép kính thầy. Xong rồi con xin phép vợ chồng con về. Đây nha. Cứ uống hết vò này thầy không giữ. Dạ vâng vâng vâng. Ôi. Rượu thầy nặng. Uống đến đâu là ngấm đến đấy. Ngon quá thầy ạ. Mình à. Bảo uống có một chén mà sao nốc lắm thế. Cái gì? Ông bảo ông đau bụng mà ông nốc lắm thế. Cô dám nói là tôi nốc lắm thế hả? Chứ còn ai nữa. Cô có tin là tôi vả cho cô một phát không hả? Dám nói với chồng thế à hả? Thế ở nhà ông hứa với tôi cái gì? Hứa cái gì? Ông hứa với tôi như thế nào? Hứa à? Đấy là ở nhà nhá. Còn ở đây uống xong rượu rồi tính tiếp nhá. Cái loại đàn bà như cô có tin tôi vả rơi răng được không hả? Tôi không tin đấy. Không tin được. Không tin này. Này. Này láo nhỉ. Mày dám đánh con gái không? Đã thế thì ông này đánh vợ mày cho mày xem. Cái gì? Con này. Ông đánh vợ tôi nhá. Tôi sẽ đánh con gái không? Này thì vợ mày này. Vợ mày này. Vợ mày này. Ông thì thương con gái không?
ông ơi tránh ra đi ông ơi. Ui giời. Thằng kia. Ui, dạ. Ông ơi tránh ra đi ông ơi. Ui giời ông ơi. Đòi nợ đúng phải cái nhà. Nó nuôi con chó to quá ông ạ. Ui giời, con chó nó cắn tí mất mông ông. Dạ vâng ạ. Dạ bẩm ông. Hả? Cái việc đòi nợ mà ông giao cho con. À. Con đã đi khắp cả cái làng này. Ừ. Nhà nào con cũng vào. Ừ. Dạ, con đòi được gần hết rồi ạ. Tốt. Dạ, nhưng ông ơi. Ừ? Còn cái nhà tay thủng này này. Nó làm sao? Dạ bẩm ông là cả một tuần trăng con nằm suốt từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến đêm. Dạ, chờ mãi mà không nhìn thấy cái mặt vợ chồng nó đâu ông ạ. Dạ, hay là nó trốn rồi ông ạ. Cái đầu mày, mày đi đòi nợ chứ mày sang nhà nó mày nằm mày ngủ mày nuôi muỗi nhà nó à? Hả? Mày ấy, đúng dạ. Là các cụ gọi là chết cơm bố mẹ. Dạ, dạ thế bẩm ông, bây giờ ông phải dạy con cách nào thì con mới đòi được chứ ạ? Đi đòi nợ ấy, phải dùng cái đầu mà suy nghĩ. Dạ vâng ạ. Sau đó ấy, là phải dùng cái mồm. Dùng mồm ạ. Chứ còn đòi như mày ấy mà còn lâu nó mới trả. Dùng đầu lại còn dùng cả mồm ạ. Dạ. Cái mồm là quan trọng nhất đấy. Dạ ông ơi, thế dùng cái mồm thì dùng như thế nào ạ? Mày không biết à? Dạ con không ạ. Xem tao làm cái này. Dạ vâng ạ. Ôi bà con làng xóm ơi, vợ chồng nhà thằng thục mồm nó vay tiền xong nó quỵt của tôi. Dạ con biết rồi ông ạ, để con bớ cho ạ. Bớ bà con làng xóm, bớ họ hàng gốc láng giềng, vợ chồng nhà thằng thục nó nợ tiền ông nó chưa trả. Trả tiền cho ông thôi ngay. Dạ thế được chưa hả ông? Tạm được. Tiếp bớ bà con làng xóm ơi, vợ chồng nhà thằng thục mồm nó không trả tiền ơi. Bớ bà con làng xóm ơi. Em xin qua bác, con bác nhỏ miệng thôi ạ. Dạ bẩm ông, cái bài của ông đúng là hiệu quả thật ạ. Dạ. Em chào quan bác ạ. Mắt mày bị lác à? Trông tao này mà gọi là bác. Em chào con ông. Ông lại vặt trụi lông mày đi bây giờ. Dạ. Em hỏi thì không phải quan bác đến nhà em là có việc gì ạ? Đấy, nghe thế nó có phải là mềm mại không? Đến có việc gì ạ? Việc bố bà con là bố bà con là con. Ông để con hô cho to nữa. Bố bà con là. Thôi. Em xin quan ạ. Xin cái gì? Dạ, thú thật thì em cũng biết là hôm nay quan đến nhà em có việc gì rồi. Nhưng mà quan ạ, dịch giã thế này nên là hàng xá nhà em cũng không bán được. Thú thật là hai vợ chồng cũng không còn tiền. Thôi, mong anh là giúp đỡ để cho hai vợ chồng em ăn Tết xong. Rồi ra Tết hai vợ chồng sẽ cố gắng đi làm lại rồi kiếm tiền trả cho anh. Có được không ạ? Giúp đỡ ấy, thì anh cũng giúp đỡ rồi. À vâng ạ. Chứ còn bây giờ mà cứ nghe vợ chồng em khất ấy mà, thì có khi anh sạt nghiệp. Bây giờ Tết nhất là anh phải đi thu tiền về chứ. Trả tiền cho ông tôi đi. Đúng rồi. Nhưng mà này, anh bảo. Dạ. Nếu mà khó khăn quá mà, thì có khi anh có cách tháo gỡ đấy. Có cách à anh? Thế là cách gì anh nhỉ? Anh bảo này. Dạ. Hôm nào ấy mà, nếu mà thằng chồng ấy, chồng em ấy, nó lên kẻ chợ, nó lấy hàng ấy, vâng, buôn bán ấy mà, thì sang bên nhà con anh. Có gì là con anh trừ nợ cho. Dạ vâng, thôi em sợ quan chị lắm ạ. Vâng, quan chị mà biết thì chắc là em cũng không còn xương anh ạ. Cứ động vào cái nỗi đau của người ta thôi. Nếu mà sợ quan chị mà, thì mày giả tiền ông ngay. Nào, mày có giả không? Dạ vâng, vợ chồng em sẽ cố gắng thu xếp để trả tiền cho quan ạ. Cố gắng à? Ông truyền đời báo danh cho vợ chồng mày biết nhá. Vợ chồng mày mà không thu xếp trả tiền ông ngay mà,
đúng sáng mùng 1 Tết ông sẽ cho thằng này nó đến nằm ở nhà mày, nó làm cho nhà mày tan cửa nát nhà luôn. À. Dạ vâng vâng vâng, thôi à. Em hứa với quan là đúng chiều 30 Tết em sẽ mang tiền sang trả cho quan à. Thôi thôi, quan lại nhà giúp em đi ạ. Đúng chiều 30 Tết em sang trả. Vâng. Này, mày không trả thì mày đừng có trách ông. Dạ vâng vâng. Đừng có trách. Dạ vâng, vâng, con mời con lại nhà. Ừ. Thằng này đi về. Dạ về ạ. Dạ vâng ạ. Ôi ôi ôi, ông ơi. Cái gì đấy? Lối này không đi được. Có con chó to lắm ông ạ. Dạ, đi lối này. Dạ, dạ lấy ông đi trước ạ. Dạ. Nhớ đấy nhá. Dạ, con bác lại nhà. Hẹn đúng là lũ đi. Ôi giật cả mình. Làm cái gì mà giật mình? Cho nó đi hết cả rồi chứ hả? Đi rồi. Đúng là cái lũ đỉa. Này, tầm này nhá, ông không có tiền nhá, đến nhà ông á, chúng mày về thành lũ đỉa đói hết. Sao mà dai gì mà dai thế cái chứ lại. Biết vợ chồng người ta không có tiền rồi. Sáng nó đến, chiều nó đến, tối nó lại đến. Nó lại chầu trực ở nhà mình, không định cho ông làm ăn gì để ông trả lợ chắc. Tầm này còn lâu mới có tiền để trả. Úi giời ơi, xem kìa, đi vay người ta tiền, cứ như bố người ta ấy. À, cô lại còn bênh chúng nó à? Tôi hỏi cô nhá, đúng là cái lũ đỉa hút máu người. Vay có hai quan tiền, lãi mẹ, đẻ lãi con, lãi tráng đẻ lãi tối. À, đến bây giờ hơn 10 quan rồi, mà đã hết nợ mấy nhà chúng nó đâu. Ừ, hay, chúng mày cho vay nặng lãi, trời của bác. Thôi, lo kiếm tiền mà trả cho người ta đi. Không trả nha thì sáng mồng 1 người ta đến, người ta hô loạn lên đấy. Cả làng cái tổng ta biết cho. Này, bà sợ chúng nó thấy à? Chả sợ. Tầm này nhá, chúng nó đến thì một cắc cũng không có. Bà tưởng tôi không muốn trả nợ nhà chúng nó đấy à? Tôi có phải là tôi không muốn trả nợ đâu. Chẳng qua là đấy, buôn bán nó ế ẩm, dịch dã như thế này, có bán được hàng đâu, vứt đổ đi như thế thì mình mới không có tiền trả. Chứ tôi có định không trả nó đâu. Tôi là thằng định trả nhưng vì buôn bán thất bát nên tôi chưa trả được nhá. Rồi. À mà này, vừa lấy từ lớp ở trong kia nhá, là tôi thấy nó sờ tay cô, nó sờ tay nào, Tay này. Đâu xem nào. Rồi. Ui giời ạ, đằng nào thì cũng nắm rồi. À, đằng nào cũng nắm rồi. Thế là ý cô là như thế nào? Hay là cô thấy nhà chúng nó giàu rồi là có ý định bỏ cái nhà này đi theo nhà chúng nó hả? Thôi, tầm này còn ghen với trả tuông. Lo mà trả nợ cho bọn nó đi, không ai là để nó đến đòi nợ bằng một đấy. Cô cứ cẩn thận đấy nhá, cô quát tôi đấy à? Nhà là có cái nóc nhá, mà tôi là nóc nhá, tôi có nghèo kiết xác đi thì cô cũng không được to họng với tôi nhá. Cẩn thận tôi đập cho một phát đấy nhá. Ông ơi, nhà nó cái kìa ông ơi. Ôi, nhà nó cái kìa, đây. Đúng là bọn này dài thật. Chắc nó lại quay lại đấy. Thôi nhá, tôi nói cho cô biết nhá. Cái Tết này không có đi đâu cả. Cô nên nhớ đấy nhá. Đóng cửa trong nhà, ai hỏi thì bảo tôi đi vắng. Làm gì thì làm, cấm không được cho chúng nó sờ vào cái tay của tôi đấy nhá. Rồi, thôi biết rồi, tôi đi. Đi. Mình ơi! Quái lạ nhờ. Tôi đây. Ui giời, nhà có hay không về, trốn ở ngoài bụi cây này. Ai muốn ra đây làm gì? Mà sao cái số tôi nó đen đủ. Cứ cuối năm là làm ăn thất bát, chẳng còn sinh nào trong người. Cờ bạc thì canh nào cũng thua. Ai muốn ngồi đây? Lão đi về rồi gì? Về rồi. Thế thôi cô về đi. Mình không về thì em về làm sao được? Thôi mình ạ, mình về nhà với em đi. Tết biết đến nơi rồi. Thua keo này ta bày keo khác, có sao đâu. Bày keo khác cái gì? Mấy năm nay làm ăn thất bát, có đồng nào hết đồng đấy. Mà cái chỗ tiền của ông ngoại cho, tôi cũng vào hết cái canh mặt chẵn đêm qua. Ôi dồi ôi, đấy. Rồi ạ, Tết ấy bánh chưng chả có, con gà cũng chả có. Ừ, Tết nhất năm nay nhá, vợ chồng nhà mình không phải ăn uống gì cả nhá. Đang dịch bệnh như thế này, bảo các con ở nhà không có nội
không có ngoại, không có chúc Tết hàng xóm láng giềng, hiểu chưa? Ờ. Nhà không còn trinh nào hết. Mình hay thật đấy, Tết Tết thì phải có một cái bánh trưng, rồi có con gà thắp hương lên cho các cụ. Nhưng bây giờ ấy... không phải thắp hương các cụ, thắp hương thôi. Các cụ có ăn được đâu mà phải gà với cả bánh trưng, bực hết cả mình. Mình ơi em bảo này, hay là bây giờ em sang nhà ông Dần. Này nhá, lại định đi vay tiền đúng không? Này tôi nói cho cô biết nhá, tôi mà phải đi vay tiền, thằng này không bao giờ phải đi vay tiền nhá. Mình không vay, em sang em vay được chưa? Cô à? Em đi. Cô là vợ tôi, cô đi vay tiền rồi mang tiếng với làng với nước, không phải đi. Cô là vợ tôi, cô không được đi. Tôi là chủ cái gia đình này. Thôi quyết định nha, nhà nó phải có nóc. Thôi nha. Thôi mình ạ, để em sang nhà ông Dần em vay hết tiền, để có cái còn tiêu Tết. Rồi ra riêng, hai vợ chồng cố gắng làm ăn đưa để trả nợ mình ạ. Thôi, đi về đi mình. Đi về cái gì mà đi về? Bây giờ về nhà, lão chủ lợ đó lại quay lại thì sao? Khổ lắm, không quay lại đâu. Rồi, nhanh nhanh về, về. Đêm hôm rồi ngồi ngoài này làm gì? Rồi. Đi về đi. Đi thì đi. Đi, về. Ông Dần ơi! Ông Dần! Ai đấy, ai đây? À, ôi, anh Nia đấy à? Nia nào? Tôi là Sàng. À... Nia là bố tôi, mà ông ấy chết rồi, cô gọi làm gì? À, tôi hỏi là có ông Dần ở nhà không? Khẽ cái mồm thôi, ông Dần ông đang ngủ, thế có việc gì? Ông Dần đang ngủ à? Ừ. À, thế còn bà Dần? Ừ, đương nhiên ông Dần ngủ thì bà Dần cũng phải ngủ rồi. Dần mới đi. Thế thôi, tôi xin phép, tôi đi về đấy. Ừ, này, 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 này. Sang chắc chắn là có việc rồi. Thế có việc gì thì cứ nói đi. Không nói được với ông Dần ấy, thì nói với thằng Sàng này. Thằng Sàng này sẵn sàng giúp đỡ. Thôi, chuyện này hơi tế nhị nên là chắc không nói với chú được đâu. Có chả có chuyện gì là tế nhị cả. Nhưng mà này, có Mủng đây. Ngồi, 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 ngồi. Ngồi, ngồi, ngồi. Ngồi xuống đây, bảo này. Tranh thủ lúc ông bà Dần còn chưa dậy thì có chuyện gì thì cứ nói đi. Mà tôi phải nói thật nhá, là trong cái làng này ấy, cô là người con gái mà có cái sắc đẹp là tuyệt trần ấy nhá. Da thì trắng như là trứng gà bóc, tóc thì đen như là than. anh Sùng miêu tả hay thật đấy. Này, Sùng là cụ tôi. À, mà tại sao cô cứ nhớ tên cụ tôi với cả bố tôi mà chả nhớ tên tôi nhỉ? Quên, anh Sàng. Ừ đấy. Này, cô xinh cô đẹp như thế mà thế nào lại vồ cái thằng chồng trông hãm tài, mặt thì như chuột kẹp, người thì trông như là cái xào chọc. Chán lắm. Khổ lắm anh Sàng ạ. Người ta bảo rồi, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Chứ tôi cũng có muốn đâu. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Thế sao cô không vồ vào tôi như này này? Có phải là sướng cả đời không? Thôi, không đùa nữa. Đây, tôi có chuyện này muốn nói nhỏ với anh đây này. Đấy. Tôi chịu cô đấy. Sao lại chịu? Tôi nợ mà. Nợ cái gì? Cô vừa nhỏ vừa nhanh thì ai mà nghe được. Này, đúng hệt giống chồng cô đấy. Vừa nhỏ vừa nhanh, hai vợ chồng hợp nhau thế. Cứ phải to rõ ràng vào xem nào. Rồi đây, khổ lắm. Chẳng là thế này, Tết nhất thì sắp đến rồi. Mà vợ chồng tôi thì làm lại không có công. Nhà thì cũng chẳng còn tiền nên là tôi muốn sang đây để vay ông bà Dần ít tiền tiêu Tết. Mà có gì ra riêng, hai vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm rồi trả cho ông bà Dần. Hiểu rồi. Bác giúp tôi với nhá. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Tưởng cái chuyện gì quan trọng, chứ cái việc vay tiền thì nó là chuyện bình thường. Mà cả cái làng cái tổng này ai thiếu cũng đều đến vay ông bà Dần cả. Vâng. Mặc dù là lãi hơi cao. Vâng. Thế nhưng mà ông bà sống bằng cái nghề cho vay nặng lãi, thế có việc gì phải ngại. Uống nước đi này. Dạ vâng. Thôi được rồi, cô cứ ngồi uống nước đi, rồi đợi ông bà Dần dậy. Nếu mà không kịp thì để tôi truyền đạt lại cho nhá. Vâng, yên vâng. Tâm là ông bà sẽ cho vay, miễn là cô cắt lãi đầy đủ thôi. No. Đấy, cô xem, cứ ngủ thì không sao, mà cứ mở mắt dậy là che chóe như lợn chọc tiết ấy. Nghĩ Nô là cũng thương ơi! Thương ông Dần. Nô! Dạ. Ôi cái thằng này, mày làm cái gì mà từ sáng đến giờ mà để bà hò như hò xong cái gì hả?
Bà ơi, giỏi ơi, con chào bà Dần ạ. Vâng, không dám. Này, ta nói cho mày biết to gan lớn mật nhỉ. Vừa mới sáng ngày ra đã ngồi đây trà cháo mấy cả gái rồi đấy. Kìa bà. Dạ. Con chào bà. Không dám. Con bắt khách cho bà đấy. Khách gì? Khách hứa gì cái ngữ này? Nó vay tiền. Vay tiền à? Mà tôi chưa cái này nhá. Nói cho mày bao nhiêu lần rồi, cái chậu nước của bà để ở trong gầm giường thì mày phải mang nó ra. Tại sao mày vẫn cứ để tình hình ở đấy là như nào? Ôi, thì khổ quá, thì bà chả dặn con là gì, là mỗi tối phải mang một chậu nước vào để ở chân giường, để có việc thì bà dùng còn gì nữa. Tao công nhận là có việc thì tao còn ngâm chân, hiểu chưa? Nhưng mà tao nói với mày, riêng hôm qua là mày không thêm mấy cái lát gừng vào đấy, bà không chẳng nói với mày đâu. Mà sáng hôm nay tại sao cái nước chênh anh như thế để bà dẫm vào đổ chan hòa ra nhà như thế hả? Hôm qua thì con không biết lúc nào bà ngâm xong đâu để mà con cất ấy. Thực vẫn còn cãi được phải không? Mày còn đứng đấy à? Đi vào đi, dọn dẹp đi. Dạ vâng ạ. Nhanh cái chân lên. Liệu hồn nệ nhá. À thế mời cô vào trong nhà nhỉ, chúng ta bàn việc nhỉ? Dạ vâng ạ. Mời cô. Nào, mời cô vào đây. Dạ. Cô ngồi đi. Dạ vâng ạ. Thế nào, Tết Tư nhà bên đây đã chuẩn bị được những gì rồi? À, ổn ạ, nhà chưa có gì ạ. Ổn? Sao là nhà chưa có gì là như thế nào? Dạ, chả giấu gì bác, đợt này dịch dã quá, hai vợ chồng em hàng xá ế ẩm, có bán được gì đâu bác. Thế nên là hôm nay em sang đây, em định là vay bác chút tiền tiêu Tết ạ. À, vay tiền tiêu Tết à? Cái này thì thực ra vay tiền thì cũng được, không sao hết. Thế nhưng mà cô biết rồi đấy, năm hết Tết đến nơi rồi mà làm ăn bây giờ nó khó khăn. Dạ vâng, đúng không rồi. Đơn giản một tí nào. Mà cái chuyện vay vỏ ấy, cái việc đấy là do ông nhà tôi quyết định nhá. Dạ thì vâng ạ. Đợi ông nhà tôi dậy rồi sẽ nói chuyện với cô. Mình ơi. Cái gì? Ôi sao mình dậy sớm thế mà không bảo tôi? Thế ăn đã ăn sáng chưa? Chưa chật ra rồi còn sáng với chưa cái gì? Đói thối cả mồm ra đây này. Dạ em chào bác ạ. Cô Mùng đi chơi đi à? Dạ vâng ạ. Dậy muộn thì muộn vẫn phải ăn sáng, giữ gìn ngọc thể chứ. Thế ai lo cho tôi ăn sáng đây? Ồ thế tôi tưởng đồ đã có sẵn đấy rồi. Thôi 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 thôi. Cô Mùng cô ấy sang đây. Cô ấy hỏi vay tiền. Thì tôi cũng nói với cô là Tết nhất rồi, mà bây giờ làm ăn nó cũng khó khăn. Thế nên là cái việc mà quyết định cho vay hay không, lãi lờ như thế nào, đấy là việc của ông. Ông hiểu chưa? Thế nhưng mà ông vẫn phải quyết định cho vay, hiểu chưa? Thế nhưng mà lãi lờ như thế nào đấy thì vẫn phải hỏi ý kiến của tôi nhá. Chắc chắn rồi, cái điều đấy thì mình khỏi phải lo. Thế đây, mình lại... Thôi, bây giờ ông ở đây nói chuyện với đại cô Mùng. Thế hai người cứ làm việc với nhau dạ nhá. Dạ vâng ạ. Tôi đi vào. Dạ vâng ạ. Mình ơi, vẫn phải nhớ ăn sáng đấy nhá. Bác nhà mình đúng là có phúc thật đấy ạ. Em không ngờ hai bác ấy lúc nào cũng tình cảm, ân ái nhau như thế. Ôi, trả bù cho nhà em. Nhà em làm sao? Ủa thì tình cảm vợ chồng thì phải ân ái chứ. Đặc biệt với tôi thì khi mà người phụ nữ sinh ra là để chiều chuộng. Đặc biệt hơn nữa thì vợ mình bao giờ phải là số 1. Đấy, chồng em đấy. Thì khác hoàn toàn bác ạ. Suốt ngày cứ hô từ... Từ đợt dịch dã không kiếm ra tiền, thế là suốt ngày nhậu nhẹt thôi. Rồi quát mắng em suốt. Nên là hôm nay em phải sang đây để là vay bác ít tiền tiêu Tết ạ. Thôi cái việc ấy cô không phải lo. Bởi vì với tôi thì lúc nào cũng thế thôi. Luôn luôn trân trọng người phụ nữ. Vợ tôi số 1 rồi. Còn những người phụ nữ khác thì tôi cũng luôn luôn cho là số 2. Thế mà anh nhà thế nào mà để lạ thế nhỉ? Vợ mình mà còn không chiều thì còn chiều được ai? Đấy, chồng em cứ ngại ngùng, có dám sang vay nhà bác đâu. Nên là hôm nay em phải đích thân sang đây. Thì bác cố gắng cho nhà em vay bác nhá. Thì khổ quá, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau,
cô chú được cứ khách sáo thôi, chồng xa cũng được mà vợ xa cũng được. Dạ vâng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất cái vấn đề tiền ấy là phải là chồng sang thì hợp lý hơn. Dạ vâng. Nhưng mà cô sang thì tôi cũng lại thấy rất mát lòng bởi vì tôi rất yêu người phụ nữ. Vâng ạ. Đấy, cô thấy vợ tôi mặc dù tính thì rất nóng đấy, nói thì rất gắt gỏng chứ, nhưng mà tôi lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng chiều chuộng. Bác đúng là có phúc quá. Dạ vâng. Thôi xin phép bác, em đi về. Có gì hôm nào em bảo chồng em sang học hỏi chút kinh nghiệm ở bác ạ. Thế cô lại nhà nhá. Dạ vâng ạ. Mà còn chuyện vay tiền. Tiền cái gì? Dạ vâng. Khổ quá đấy, bảo đừng có khách sáo. Cô chờ tôi một chút. Cụ. Này. Này. Ấy này này. Cụ. Cú, tao bảo. Này, cú. Ô. Này, thằng này mày bị điếc à? Không điếc mà tao gọi mày từ bấy giờ mấy câu mày không thèm trả lời. Mày khinh người đi à? Mày biết tao là ai? Hả? Tao là hàng xóm. Mà mày ở đây là kẻ ăn người ở trong nhà. Nhà có khách. Tao đến tao gọi mày, mày không thèm thưa, mày khinh đạo. Hay là mày bị câm? Hả? Đúng mày bị câm không cô? Nghe. À, thì ra không phải mày bị câm. Mày biết tao là khách đến nhà. Tao đang cần gặp cái ông Trần, có việc rất là quan trọng. Thế mà mày cứ như ông tướng con trong nhà này ấy nhỉ? Hả? Thế là sao? Này, tôi đẻ ra ấy, có tên có tuổi đàng hoàng. Ừ. Nhà tôi là họ Mai. À, Mai. Tôi tên là Sàng. À. Đọc đầy đủ là Mai hãy Sàng. Sàng. Ừ. Đúng là khổ cái thân mày. Bố mẹ mày ngày xưa bao nhiêu tên hay ho thế không đặt. Đặt tên là Sàng. Chắc là thúng mủng rồi dần chiếc các thứ là họ hàng hàng hốc nhà mày hả? Ông Dần là ông chủ tao. À đúng rồi. Ông Dần là ông chủ nhà. Ừ. Tên gì không đặt. Đặt là tên là Mai Hãy Sàng. Này, tao nói cho thằng Mai Hãy Sàng biết là như này nhá. Tao có việc quan trọng, đang cần gặp ông chủ. Mày vào mày bảo ra ông gặp tao, có việc nhá. Ừ. À. Này. À. Cái thái độ hỗn xược của ông ấy, ăn nói thì cộc lốc. À. Không biết tôn trọng người khác ấy. Bảo sao vợ của ông nó chán là đúng thôi. À, này này, mày đừng có bố láo bố tuét nhá. Chuyện vợ chồng tao là chuyện của vợ chồng tao. Tao có cục cằn thô lỗ cũng là chuyện nhà tao. Vợ tao có nói tao thế nào cũng là chuyện của tao, không liên quan gì đến mày. Mày, cái phận kẻ ăn người ở liên quan gì đến mày, mày động vào vớ vẩn ông bợp tai cho mấy cái bây giờ chứ. Ê, ê này, tao nói cho mày biết nhá. Có uống nước không? À, có. Mày làm cái gì mà mày cứng thế hả? Thế tao hỏi mày là ông Dần ông có nhà không? Ông sang gặp ông Dần để vay tiền chứ gì? Vay tiền? Tao mà lại phải vay tiền? Có vay là cái con vợ tao nó phải vay chứ. À. Tao phải vay tiền. Nhà tao thiếu tiền mà phải vay tiền. À. Thì không vay tiền thì ông ngồi đấy chờ nhá. Ờ, thằng này hay nhỉ? Tao bảo mày vào gọi ông ra đây để tao gặp có việc cần, mày lại bảo tao ngồi đây chờ. Mày có bảo không? Hả? Mày có bảo không thì mày bảo tao. Uống nước nữa không? Uống thì uống. Này. Có cái chuyện gì mồ nào thế hả? À, bác Dần đấy à?
À, mời bác ngồi đây. Dạ bẩm ông, có anh chồng cô Mủng sang muốn gặp để tư chuyện với ông ạ. Mời ông ạ. Xuống bếp đi. Dạ. Chẳng hay chú sao có việc gì đấy? Bác Trần, tôi hỏi bác nhá. Hả? Vì cớ làm sao? Hả? Vì cớ làm sao mà tôi không thể nào chịu đựng được? Tôi hỏi bác, tại sao? Tại sao mà con vợ tôi lại ngưỡng mộ bác đến thế hả? Từ sáng đến giờ về đến nhà, một câu nó khen bác Dần, hai câu nó khen bác Dần. Thế là thế nào? Bác bơm cái gì vào đầu nó mà nó về nó khen bác như vậy? Nó khen như thế nào? Nó về, nó cứ ngưỡng mộ bác. Nó bảo bác nhẹ nhàng, bác dễ gần. Nó ngưỡng mộ cái cách mà bác hành xử yêu thương vợ bác. Rồi là cái cách mà bác chiều chuộng vợ bác. Mà trong khi vợ bác thì trông... không. Nhưng mà nó bảo là bác ra là mình ơi, vào cũng mình ơi, vuốt ve rồi là quan tâm chăm sóc bác như thế. Thế là thế nào? Đã là người chồng thì phải yêu thương vợ. Ta phải ngọt ngào với vợ. Chứ tại sao mà này... chú xử sự thế nào để cô phải thắc mắc? Thì đấy, nó cứ chê em là cục cằn, thô lỗ. Nghe đây, chết thật đấy. Chú là người chồng mà đối xử với vợ một cách cục xúc. Thế hỏng nó còn gì nữa. Cho nên chú phải học tôi là đúng rồi. Riêng với vợ lúc nào cũng phải ngọt ngào, âu yếm. Vâng. Mà cái bí quyết quan trọng nhất là chú phải biết gọi là mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Mất trí nhớ thì là bị dở hơi, bị điên hay bị thần kinh? Mất trí nhớ nhưng mà không hề dở hơi, không hề thần kinh, thế nó mới hay chứ. Thì mất trí nhớ đến mức mà chú biết thế nào, lấy vợ rất nhiều năm mà không nhớ vợ tên là gì, bởi vì mình có nhiều người yêu quá. Thì ra là ông sợ nhầm lẫn nên ông phải gọi là mình ơi cho nó chắc cái gì. Tôi hiểu rồi. Thì ra bấy lâu nay ông quên cả tên của vợ ông phải không? Hả? Ông Mão? Cái gì? Bà vừa gọi tên tôi là Mão à? Phải. Hóa ra bà cũng yêu chồng bà nhỉ? Mão là tên bố chồng bà đấy! Hả? Tôi hiểu rồi. Vậy là ông bà cùng mất trí nhớ giống nhau. Tôi về. Xin chào bà thông gia. Vâng, không dám chào ông. Ông ngất này. Dạ. Thôi thì sang thì tôi cứ vào việc luôn nhá. Dạ, bà cứ dậy ạ. Này, tôi bảo này. Ông sang ông cõng cái thằng con trai quý hóa của ông về đi nhá. Càng chết, sớm càng tốt. Thôi chết. Thế cháu nó làm hỏng cái gì của nhà ông bà? Ôi giời ơi. Nó làm hỏng được ấy thì đã là tốt nhá. Dạ. Nhưng mà nói thật nhá, cái thằng này á bảo là nó hư thì nó cũng chẳng phải là nó hư. À, nó không hư. Mà bảo nó ngoan thì cũng không phải là nó ngoan. Thì nó cũng không ngoan. Nó chỉ được mỗi một cái là chả biết cái gì cả. Cho nên là tôi nghĩ là thằng này là không gán nợ được đâu, không trừ nợ được đâu ông ạ. Thôi thì ông song song rồi ông rửa tay cho bớt chua rồi ra ngoài cõng nó về cho tôi. Bà ơi bà, tôi có lời muốn thưa với bà thế này. Cái khoản nợ mà nhà tôi nợ ông bà, lãi mẹ đẻ lãi con, thì tôi cũng chỉ biết lấy mỗi cháu ra ở rể bên bà 3 năm để gán nợ. Bây giờ bà trả cháu nó về thì tôi cũng không biết lấy tiền đâu để trả cho ông bà. Này tôi nói cho ông biết nha, thôi đừng có nhiều lời nữa. Ông và bà mối lửa tôi. Dạ, nhá. Không có thế đâu ạ. Tôi thì không nói làm gì, nhưng ông nhà tôi cực kỳ khó tính. Thế nhá, cho nên là song song nhanh nhanh rồi sang dắt thằng con nó về đi. Không trừ nợ nữa, chấm hết. Thôi bà ơi, tôi sẽ về tôi dạy lại cháu một vài bữa xong tôi lại gửi ra ông bà. Thôi được rồi, việc đâu bỏ đó. Mẹ Tương vừa mới rất là ngấu, để tôi biếu ông bà mấy chai nhá. Múc đi, không phải thách. Hả? Nhà giàu không hút tương à?
Sâu. Ra thầy bảo. Ra nhanh. Bố cho em về, Thôi, thầy cũng khổ lắm em ạ. Nhớ, đám tang của mẹ, con biết là hết bao nhiêu tiền không? Bây giờ lãi ngày, lãi tháng, cộng vào lãi mẹ đẻ lãi con, thầy đến bao giờ thầy mới trả được hết nợ? Thế mà ai già cũng phải đến lúc chết. Ông bà chết đi, cái cơ ngơi này, nhà cửa này của ai? Của em chứ còn của ai nữa? Nhớ. Thôi, thế bây giờ làm sao? Ông bà hay mắng à? Bây giờ mình ở rẻ phải vậy chứ sao? Cái thằng bố vợ mày là cái thằng nó khó tính. Thế bây giờ mình không biết làm cái gì thì cứ nhìn nó. Nhìn cái thằng bố vợ ấy. Nó làm cái gì thì mình làm theo cái đấy. Nào, ai dám mắng em câu nào? Đúng không? Thằng bố vợ làm gì? Ừ, thì em làm theo cái đấy. Thì em làm theo. Ừ, có thế thôi. Xong rồi đến rằm xin về nhà ăn cơm rồi thầy cho một xu nhá. Thế ngoan nhá. Ừ, thế vào đi nhá. Ừ, ngoan nhá. Thôi đi vào đi. Đi vào đi. Nhanh lên, không biết thầy đến đây. Đón em về. Này, nhớ cái thằng bố vợ nó làm gì là phải làm theo cái đấy, được chưa? Thằng bố vợ làm gì làm theo cái đấy. Thằng bố vợ làm gì làm theo cái đấy. Thằng bố vợ làm gì làm theo cái đấy. Thằng bố vợ làm gì làm theo cái đấy. Đấy, cứ nhớ trong đầu như thế cho thầy nhá. Ừ. Cẩn thận không vỡ. Ừ, được. Này, thế cũng biết uống trà. Giỏi. Thế là giống bố. Được. À. Nó thiếu gọn gàng, nhìn nó ngứa mắt thế này. Tốt. Này. Con chào bà. Con này. Dạ. Mày nhìn gì trong đấy hả? Con có nhìn thấy gì đâu ạ? Có thật không? Bà thấy mày ngó ngó nghiêng nghiêng cơ mà. Con ngó ông. À, con này. Tao nói cho mày biết nhá. Ban ngày ban mặt nhá. Dạ. Mày không đến đây mà ăn cắp ăn nẩy thì chứng tỏ mày dòm dòm ngó ngó vào nhà bà để dạ. Mày định rủ chồng dạ. Bà đi chơi, mày tăng tịu với dạ, chồng bà à. Đúng không hả? Không. Thế này thì rủ chồng bà đi chơi đúng không hả? Con gái con lứa mà vô duyên, con gái con lứa mà lẻng lơ. Còn cái ông kia, được rồi, chết với bà, tao phải vào đây xem nào. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, có chuyện gì đây? Chuyện gì à? Ăn mặc đẹp nhỉ? À, đẹp không? Định đi chơi hả? Chơi bời cái gì? Định hẹn hò với con hến ngoài kia. Từ sáng đến giờ nó đứng ở ngoài kia rồi. Nó ngó nghiêng ở đây mấy lần rồi. Con này để ý biết hết. Thế bây giờ con hến nó đâu? Nó không đi được nữa rồi. Tôi đánh cho nó sưng mặt sưng mày và vì cái tội rủ rê chồng người khác nhá. Ôi giời ơi. Mày làm hỏng hết việc của ông rồi. Ông vất vả bao nhiêu công, ông nhờ nó dẫn ông đi gặp quan để có biếu xén. Ấy vậy mà bây giờ mày tẩn nó thì tím hết cả mặt mũi cho con. Hỏng hết việc của ông rồi. Hỏng hết việc của ông rồi. Tại sao mày đánh vợ tao? Hả? Mày có biết vợ tao là mẹ vợ của mày không? Tại sao mày dám đánh? Bố con bảo ạ. Bố mày bảo thế nào? Bố con bảo là cái thằng bố vợ mày khó tính, cho nên là tốt nhất nó làm gì thì mày làm theo thế ạ. Mày về nhà,
gọi ngay cái thằng bố đẻ mày ra đây gặp tao. Cái thằng ngu kia.